Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là MTRO, nhận 100.000 token có ký hiệu là MTRO luôn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mình sẽ start chatbot nè. Rồi các bạn bấm join này drop. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn bấm chào chat. Click link nha bạn. Để mình coi cái dự án này thế nào các bạn. Telegram, Twitter. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet tag 3 người bạn vào nè. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn trình dẫn cho tờ tweet nè. Các bạn tag 3 người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn gõ ở cộng nó ra hiện ra những người bạn mình nè. Sau đó các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn vote con Simber nè. Hiện tại dự án này nó đang trong chương trình voting nha các bạn. Nó sẽ vote token nó đưa lên top các bạn. Rồi các bạn bấm login vào các bạn. Lâu lâu quá. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Sau khi các bạn login xong, các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Các bạn lướt sang nha các bạn. Các bạn bấm vào voting nè. Rồi, các bạn cho nó một sao up to wallet luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn chụp màn hình nó giúp mình. Rồi, các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp. Tốc càng nãy đi sang Banke Swap. Đây con chắc của nó này các bạn. Up to deposit click send photo. Để mình coi cái này cái gì. Rồi nó kêu cái này thì các bạn nhấp vào một yêu thích của mình nha các bạn. Như các bạn up to wallet này. Và một ngôi sao. Các bạn nhấp vào ba gạch khủng thứ các bạn. Cái bục này cái bục mới các bạn. Để mình connect wallet thứ các bạn. Các bạn sao chép, các bạn dán qua trình chiếc chocolate thôi. Sorry nha các bạn, vì đang làm iDrop mà nó có những cái mục mới nên mình phải tìm hiểu nó mất chút thời gian nha các bạn. Rồi bạn bấm connect nè. Kết nối với nè, đồng ý nè. Uniswap account giao một DEX 3. Phan các bạn, để mình lấy cái tên em của nó các bạn. Dự án này khó quá. Sao chép nè. Mình vào một tìm kiếm các bạn. Không có cái mục mà mình cho nó mục sao các bạn. Sorry các bạn, mục này để mình tìm hiểu sao các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter và tại Twitter nè. Không sao cả. Rồi các bạn like nè. Các bạn tại Twitter lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Bấm register nè. Các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Bot là một cái hộp hết ta. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email các bạn vào các bạn. Tiếp tục còn gửi địa chỉ GBNB Smartchain Bet20 trên giấy chất wallet của các bạn rồi. Tiếp tục gửi đường link profile tại Twitter nữa. Tại Twitter nhấp ba gạch cùng nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào ba gạch cùng nhấp vào chia sẻ nữa. Các bạn sẽ chép liên kết nữa, gọi là support nữa. Tiếp tục gửi lên link retweet nè, để bài nào không? Retweet. Thì các bạn qua Twitter của tất cả các bạn ra, các bạn chia sẻ các bài, các bạn đã retweet bài này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi cho nó nè.
hỏi có vút ba mẹ heo xe nét nha bạn. Đi xeo xe cầu bóng mắm nhiệm vụ này các bạn bỏ qua nha bạn. You are the day row. Rồi bấm skip bỏ qua luôn đi các bạn. Rồi tiếp tục cho anh tiếp kênh channel nè. Bấm bấm I have your net nè. I have your net nè. Rồi bạn Diệp bấm vào menu. Bấm vào mi balance nè. Ok, mình đã nhận được 60.000 tốc cần MT row nè. Hai nhiệm vụ kia mình đã bỏ qua các bạn. Vậy video mình đến đây em kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.